hai nước cùng với cái trình độ hiện đại hóa của Đông Á, Nhật Bản. Nhỏ dã à? Không có bằng chứng. Tại sao một nước thông tin bị công ty toàn diện, ta để thông tin về đạn nói lọt ra ngoài? Lên ạ! Anh thả bom dại đây! Kinh quá! Đi cầu! Nào! Mày có yếm đẹp quá nhỉ? Hôm nay Minh Hải 4 tháng rồi đấy! 8 cân mấy đây? Ôi! Mệt quá. Nghỉ lại nha. Đồng chí ơi. Đấy, trông yếm đẹp chưa? Tỉnh như bách tỉnh nha, rất nhiều dãi nha. Chuẩn bị có răng có lợi nha. Đấy, đấy, nhách ngay xem tivi đây, cái mặt xem tivi đây. Em ơi. Cái mặt xem TV. Vừa đi tàu bay thì mệt chưa?